Hello, xin chào bà cô chú nè, cho tôi bước trước bước chuột nha. Để chơi cái này. Lên, mở xe, mở lên, xuống rồi, lên. Mẹ. Có, giờ Thanh đi nữa. Dạ, không. Dạ, Thanh đi nữa, vậy là hạ lấy xuống rồi. Về cái quả nha. Dạ. Xuất phát, lên đường. Đây, để đọc chưa? Nghĩa không... Cái này đi xe du lịch nha cả nhà ơi. Ok chú. Thôi chú ơi, hết chân khúc chú à. Có ai biết đường không? Cái này bóng. Mà lạnh mà. Ở này sao xích ra sao? Đi đường nào cho nó rộng quá thôi tốt. Đi đường cái này anh. Đâu đi đường nào? Bắt chuột anh. Đừng có nói em ngã ba chuột nào, nói là con lên đó quẹo phải. Quẹo phải chạy quẹo phải. Quẹo phải đúng không? Chuột cái chim rồi. Lâu quá mà xe du lịch. Không ổn nữa đó. Cua là không ổn nữa đó. Cua cả nhà ơi. Hết biết lâu anh em đi chơi cái dữ thằng á. Đâu anh kêu qua mà khó anh thối mà để giờ kia anh đi sớm anh ngủ rồi sáng đi sớm. Tài xế này đâu ta? Vừa lắp ghép hoài nè. Lâu được chơi cũng lắp ghép hoài. Mấy giờ anh Tiến? 8 giờ 20 giờ. Đây thì qua Long Xuyên cả nhà. Đây thì cảnh sông Tuyền. Đây là lên Dàm Nao luôn, chạy thẳng lên Dàm Nao luôn nè. Hello, chị bà. Ê, bạn. Tôi hả? Trời ơi, bình thường. Lâu lâu được đi dạo phố rồi. Cái gì vậy? Hello. Mấy anh chụp nữa đó hả? Dạ, có lọc ăn, có chụp ăn đúng nha. Mấy anh dẫn. Không có gì thay đổi phải không?
Dữ lắm, lâu rồi anh ba với chị ba hôm qua, bữa nay em qua tới nhà quay anh ba luôn cả nhà. Đi cả nhà. Dắt đi anh ba chị ba dắt đi ăn cả nhà. Mưa lâm râm râm râm. Đi con ơi. Đi luôn à. Đi không? Đi ăn lẩu dê cả nhà. Đi quán lẩu dê. Dịch mẹ đi kìa, dịch mẹ kìa. Dắt em xuống, bôi rồi đó. Đôi dép nó mang vô. Lâu lắm mà anh em mới đi bằng đêm cả nhà. Anh đi xuất khẩu lao động hả chị? Chạy hết biết lâu nhìn chị ba lại cũng đẹp thế ngày nào. Trời ơi, tao tô từ 5 giờ tới giờ. Anh ba thì xấu quá. Ô phạt. Xấu quá mà không có tiền. Cô đeo là cũng sợ mưa. Vô nước đầy không vô nữa. Sợ mưa. Rồi đi anh. Các bạn này trống lỏng vậy rồi sao ăn? Dạ Tú còn xịt dưới đó cho đàn ông bảo còn, đàn bà còn dưới ăn cho dễ. Đó. Rồi xịt. Ngồi đi, để em ngồi đây được rồi. Anh ngồi món gì? Quán có chị, chị chạy. Có gì quay như con mà da sực á, bán phần 150-200. Trước kia là lẩu đi, cho hai lẩu đi. Hai lẩu 200 trước nè. Hai lẩu 200 trước đi Hiền ơi. Dê xứ sợ, dê tái chân. Ăn nước gì đó, anh ăn tái được tái. Còn đi lòi nước cao sơn đây, hai có cao sơn dạ có. Lấy tươi giùm nha. Dạ. Cho hai dĩa cao sơn. Dạ, mình làm phần nhiêu anh? 150-200. 200 đi. Dạ. Để hai dĩa cho mình nữa, em muốn sẵn cho mình đúng không? Muốn sẵn. Dạ chấm cho nó đi. Dạ dạ. Rồi hai cái nước nước sẵn 200 không? Anh em có dê quay nhiêu con á, em bán phần cũng 200 vậy đó. Da sực sực ngon lắm. Dê quay á, nhưng mà em bán phần ra là mình ăn luôn. Cái da sực sực. Dê quay thì quay khỏi với lá mắt mặt đó anh. Anh quay thì khỏi ăn nước. Không, quay là thịt khác, còn cao sơn là khác mà. Dê hai dĩa quay. Quay để làm hai dĩa luôn ha. Một chén thức ăn tươi. Tươi ha. Quay chặt liền đi. Dê dây, nó đúng rồi đó. Mà nói giờ chưa ăn anh. Hả? Nói giờ chưa ăn. Cho ba chép cho ba. Sợ thì mình ăn hấp. À dạ ba. Nó ngọt nó xuống kia rồi gì lắm. Hai chai thịt chiên kéo dạ em chủ quán này hay gì? Em chủ quán hay gì? Dạ. Chủ quán đẹp gái cả nhà. Dạ cảm ơn. Dạ.
lắm mà anh em mới đi ăn quán nha cả nhà. Quán này ở Long Xuyên. Thấy cũng bán cũng đắt. Dê này dê gì em? Dê quay. Dê số sẽ quay mặt phẳng. Dê tùng xẻo. Dê quay rồi là tùng xẻo phải không? Quay giống với anh ba. Ba giống đi cho ba. Ừ. Em có ớt sắc không em? Cho anh xin em đến muối tiêu chanh á. Hả? Cái này mang bút ga vậy không? Cái này là mắc mặt nè. Ăn được luôn hả? Ăn luôn. Thử coi. Lụm nó luôn đi. Lammer là thường thường ta kêu bằng lá thú địch. Lammer nghe dễ hơn. Rồi cảm ơn em. Rồi coi. Nè ăn tiếp, muốn tiêu chanh ăn tiếp. Ai nữa cô? Có công chuyện nữa anh em ơi. Qua đây Lâm Xuyên mà quay 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 được không? Không. Tại em lúc quay, có mấy chén thôi chứ quay chúng ra lại dính. Được không bói? Cái này được không, sâu lên là ăn được rồi này dễ tú. Bói được không con? Em ăn thịt đi. Mì chưa chín mà. Không mì thì để mì vô anh. Cái gì á? Bỏ nó phỏng không vậy? Còn hạt chanh. Mình nặng chung với chanh vô đây luôn hả? Thôi, tới công chuyện rồi anh em ơi. Nhiều quá chú ấy bà. Đâu nhiều quá. Có gì tục. Rồi, tôi phải... Cũng quánh chừng anh ơi. Dạ, đừng cái này mới được. Nghe nè. Mình này có khớm không con? Hồng Hoa Vàng, con dê xứ xã. Anh Hùng ơi, về ăn lẩu dê. Ăn bánh giang anh Hùng ơi. Về ăn giang ăn lẩu dê Hùng ơi. Chua không? Không sao hết. Anh kem sao đây nãy em cầm em lấy dĩa rồi. Hai dĩa nước em ơi. Cho nhờ cái này chút xuống giùm anh. Đúng rồi, không quần gốc nữa. Quá trời rồi anh có uống ơi trời. Bằng sức mà ăn anh em rồi. Bây giờ sao anh ba? Giờ xong rồi kết thúc biệt kịch. Nhà ai bây giờ ở đâu đó? Xong giờ lại đi phim một đi công việc nữa thôi. Tạm chia tay đi. Tạm chia tay đi. Tạm chia tay đi. Thôi nhắn gửi đồng mấy bao á. Đồng ơi nữa ngoài không thấy gì đâu.
sao giờ chơi chiếc hay đồng ơi? Đúng rồi, đúng là anh em, có mấy anh em à? Có mấy anh em đúng rồi nha. Đâu ân hoàng hốt phòng pháp. Thôi giờ cũng xin phép cả nhà, em xin phép kết thúc clip đây. Hẹn cả nhà coi buổi tối vui vẻ nha. Lâu lâu đi thành phố Long Xuyên qua đây giữa vuột. Anh ba với chị ba dắt anh em đi ăn quá trời cả trời. Thôi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà. Chắc là một mẹ nha. Ai trả tiền mới quan trọng.